Đây nè em. Rồi trong lúc đợi món kia ướp 15 phút thì chúng ta sẽ qua sơ chế món này. Hôm nay siêu thị bán cái phần đậu hũ sơ chế nồi thạch này gồm có 3 miếng đậu hũ. 3 miếng đậu hũ với lại là thạch bằm ở trong đây đã ướp rồi, và một quả cà chua. Nhưng mình muốn ăn chua hơn thì mình sẽ bỏ thêm 3 quả cà chua nhà mình. Còn nếu bạn nào cảm thấy chua quá thì bỏ ít cà chua, hoặc nếu lỡ nấu lên mà chua rồi á thì mấy bạn đổ nước vô chứ đừng thêm đường hay mật ong nha. Tiêu chí là nấu ăn kiêng là để có thể ăn được tất cả các món chúng ta thích thì là không dầu không đường. Rồi bây giờ cái này người ta đã sơ chế rồi, chúng ta chỉ việc cắt cà chua bỏ vô và kho lên thôi đó. Nếu bạn nào bận rộn thì có thể ghé các siêu thị tiện lợi hay cửa hàng tiện lợi đó của tất cả các siêu thị thì các bạn có thể mua những phần đồ ăn này làm sẵn nè, rất là ngon luôn. Một bữa ăn gói gọn trong đây. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cà chua bỏ vô. Mình nghĩ là quả cà chua kia cũng to nên mình sẽ cho thêm 2 quả cà chua nhà mình vô, tổng cộng là 3 quả. Rồi giờ mình sẽ cắt cà chua cho các bạn xem. Đây cái thớt nấu ăn nãy giờ nên nó gọt đồ nãy giờ nên nó hơi ướt nè, không sao đâu nha. Rồi mấy bạn lấy một cái nồi vừa kho như thế này, cho vô nè mấy bạn coi. Cái này là người ta đã ướp với thịt bằm, lột cái bọc ra luôn cho nhìn cho nó sạch. Người ta đã ướp với thịt bằm, bún tàu, nấm mèo nên là người ta đã nêm rồi, nên chúng ta sẽ nêm nhẹ thôi nha. Rồi để đỡ cháy phần ở dưới đít nồi, chúng ta sẽ lót cà chua vô trước. Như mình chỉ mấy bạn lúc mà kho cá với cà, nếu các bạn nào muốn tiết kiệm thời gian khi cắt cà, thay vì chúng ta cắt ngay giữa cuốn là chúng ta phải lấy cuốn 2 lần thì chúng ta cắt lật sang một bên thì chúng ta chỉ mất một thời gian để cắt một lần cà này thôi là lấy ra được nguyên cái cuốn rồi, không phải lấy 2 lần. Nè mình làm thử cho mấy bạn coi. Nếu mấy bạn cắt ngay giữa cuốn như thế này, mấy bạn vừa phải tốn thời gian lấy bên đây, vừa phải tốn thời gian lấy bên đây. Đó, thời gian nhân đôi lên. Làm 3 quả còn ít chứ làm nhiều quả là rất là mệt luôn, nên chúng ta hãy tiết kiệm việc. Mình là người lười mà, nên mình sẽ tìm cách làm sao làm những việc này nhanh hết sức. Ủa anh có thể mở game rồi đó. Rồi mình sẽ cắt cà chua hơi to như thế này. Phong cách mình thích ăn cà chua như thế thôi, còn bạn này thích ăn nhỏ hơn thì cứ cắt nhỏ. Đó, mình sẽ lót một quả, tổng cộng là 3 quả cà chua thì đã thấm hết tất cả. Thì mình sẽ lót một quả rưỡi ở dưới. Rồi xong, bây giờ mình sẽ cho 3 cục này vô. Các bạn nhớ là cái này nhân rất là to nên các bạn sẽ mở nhỏ lửa, đun riu 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 để cho nó chín thịt bên trong mà nó thấm, nhưng mà nó không quá mặn nha. Đó, mình sẽ xếp như thế này. Đây, người ta còn phần của người ta còn chia cho mình một ít hành. Nếu bạn nào thích ăn thêm hành thì lấy hành nhà mình vô. Mình sẽ lấy thêm hành nhà mình, như đây không đủ thơm. Bạn nào thích ăn tiêu thì rắc tiêu vô nha. Để mình đi lấy thêm hành. Như thế này rửa sạch và cắt rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho thêm đầu hành vô. Chín thì cho tiêu vô cho nó đỡ ha. Rồi chúng ta sẽ cắt cà chua tiếp.
trên cho nó đều. Rồi đây là cà rốt hồi nãy hấp ké nè, chúng ta bỏ vô luôn cho nó đẹp. Cái này to quá thì cắt nhỏ ra. Rồi để món này, cà chua và cà rốt và đậu hũ nó sẽ chảy nước, nhưng để món này không bị khét và để trung hòa độ mặn thì chúng ta sẽ cho thêm một ít nước. Còn gia vị mấy bạn muốn nêm gì mấy bạn nêm nha, mình không có ý kiến nữa đâu. Mình sợ bị miếng đá lắm rồi. Muốn ăn kiêng, muốn giảm cân, muốn ăn được nhiều món mà không chịu hy sinh một chút nước màu, một chút đường, một chút màu nhưng vẫn muốn đẹp, vẫn muốn có sức tập thì lấy đâu ra. Mấy bạn không ăn, mấy bạn không ăn đủ thì mấy bạn sẽ không có đủ sức tập đâu. Đây mấy bạn thấy không, mình cho một ít nước nè. Làm sao cho mấy bạn thấy nước nhỉ? Đó đó đó, mấy bạn thấy chưa? Đấy rồi. Giờ chúng ta sẽ nấu món này luôn, bởi vì là không cần để cho nó thấm đâu. Nhưng mình sẽ rưới một chút nước mắm lên cho nó thơm. Rồi mình thích ăn nước mắm gia vị truyền thống. Rồi bạn nào thích ăn ớt thì bỏ vô, mình tí mình mới nêm ớt. Rồi xong. Và chúng ta sẽ lấy cái gu. Đặt bếp lên. Rồi. Tí có thành quả mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Đây, cho mấy bạn xem. Đó, đẹp không? Rất là nhiều màu sắc và đủ dinh dưỡng. Bye bye. Tí quên, tí coi tí thành quả chứ. Đây mình sẽ cho mấy bạn coi. Món kia là món cá hấp nha. Đây là món đậu hũ kho cà nè. Di máy vào đây một chút. Mấy bạn có nghe xèo xèo không? Đó. Cái nắp vung nắm nên mấy bạn nhớ là phải lấy khăn mở ra nha, không bị bỏng hơi á. Đó. Đó mấy bạn thấy đang sôi không? Đang sôi đẹp ha. Rồi chúng ta sẽ giảm nhỏ lửa đi cho nó nhanh chín. Cho nó chín bên trong luôn. Rồi để riêng như thế này cho tất cả nó mềm ra. Nó mềm và nó thấm vô nhau. Rồi chúng ta tiếp tục ngồi đợi thôi. Nhiên đó các bạn thấy không, cà chua nè, rồi để mình coi bếp này coi. Rồi ok, chúng ta sẽ nấu thêm cái này khoảng 5 phút nữa. Rồi món này vì thấp cách khuẩy như thế này nên thỉnh thoảng mấy bạn phải coi nước nhé. Nè nước nó đã cạn rồi, chúng ta phải đổ thêm thôi.
chúng ta cho cá vào. Cái nồi nhà mình hơi nhỏ vì lượng đồ ăn mình bỏ quá nhiều. Rồi đậy bông lại. Báo nó là giấy nó sẽ hút ẩm đó các bạn. Đặt lên. Rồi đặt lên. Ok. Xong. Hấp thêm 15 phút là được. Lâu lâu chúng ta phải kiểm tra nha. Rồi hai các bạn, như vậy là sau một khoảng thời gian rất là vất vả nấu và bây giờ chúng ta đã xong cái món này. Đó. Đây là món rau củ ngũ sắc. Cá ôm rau củ ngũ sắc. Đấy, nó rất là nhiều thành phần dinh dưỡng trong này là rất là cao, nhưng phần lớn nó sẽ là vi chất. Bởi vì một điều là đây là cá, con cá gần như là cái màu giữ nguyên cái màu tươi của cá, nghĩa là giá trị dinh dưỡng. Vi chất là những cái chất vitamin thiết yếu cho cơ thể, nó có rất nhiều trong nấm, đặc biệt là súp lơ xanh, rồi trong nấm kim châm, rồi thêm cà rốt, rồi phía bên này là đậu hũ, nhồi thịt, sốt cà chua. Đấy, thật sự là ăn những cái món này á, cảm giác nó sẽ hơi lạc lạc, nhưng mà bởi vì hai đứa mình là ăn quen rồi nên ăn cảm thấy rất là ngon. Vì nhiều bạn nói là muốn ăn thêm nhiều đường hay làm sao phải cho con cá mà nó vàng ươm chiên giòn lên, các bạn không thể nào các bạn tham lam, các bạn muốn ăn ngon hay các bạn muốn các bạn tập đẹp và dáng các bạn nhìn ngon hơn. Đấy, các bạn phải điều chỉnh lại cái giá trị dinh dưỡng của các bạn một xíu nha, chứ đôi khi không thể nào mà ăn quá ngon khi mà, tại vì thật sự là ăn dầu mỡ vô nó tạo cảm giác gây nghiền và gây nghiện rất là nhiều. Và đặc biệt là ăn đường nên chúng ta phải ăn cái màu cá nó phải hơi lạc lạc xuống như vậy thì chúng ta mới ăn được nhiều và ăn được đầy đủ dinh dưỡng được. Đấy các bạn thấy không, đây là đậu nè. Đó, đậu nó sẽ chiên giòn như vậy. Rồi, súp lơ xanh đứng hàng top trong giá trị dinh dưỡng và rau củ quả, nên nếu mà các bạn có điều kiện các bạn nên mua để ăn thường xuyên nha. Rồi, đó, đây là thái quát cho các bạn xem cái món này với giá trị dinh dưỡng rất là cao. Công thức sẽ được xuất hiện sau. Bye bye các bạn nha. Các bạn